alo uh, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đại trong uh, cái kênh của mình thì hướng dẫn các bạn là học thiết kế đồ họa hoặc là cái phần mềm các app uh, liên quan đến thiết kế đồ họa. Uh, trong cái bài học ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng uh, cái app uh, uh, chỉnh ảnh trên điện thoại, đấy là VSCO. Okay. Cái app này uh, rất là hay, uh, có thể nói là nó là một cái app đầu tiên sử dụng các cái màu phim hình ảnh à, sử dụng các cái reset để chỉnh ảnh sau này nó à, rất nhiều hãng khác đã ra đời những các cái app à, dựa theo những cái app này à, trong đây có rất nhiều cái reset có sẵn sau khi các bạn cài đặt xong thì nó có một cái logo như thế này các bạn nhé đây Đấy, các bạn click vào đây để bắt đầu làm việc à, các bạn có thể chụp ảnh này để chỉnh sửa luôn Rồi, ví dụ như ở đây mình chụp ảnh Đấy, sau khi chụp ảnh thì nó sẽ có ở trong đây để cho các bạn chỉnh sửa cái hình ảnh của các bạn tuy nhiên thì uh, các bạn có thể không cần phải chụp ảnh mà các bạn là uh, uh, lấy cái ảnh mà các bạn trong thư viện của các bạn bằng cách các bạn bấm vào cái dấu cộng này này ở phía dưới đây nó có ba cái phần phần thứ nhất là cái trang chủ uh, của uh, cái app này À, thứ hai nó là cái uh, thư viện, cái thứ ba nó là cái đăng nhập các bạn nhé, cái đăng nhập này thì các bạn không cần thiết, à, cái đăng nhập đấy là rất là hay, tức là khi các bạn, đây là một cái app tính phí các bạn nhé, khi các bạn sử dụng cái app này nó có rất nhiều cái màu mà họ bán rất là đẹp, à, các bạn muốn sử dụng full thì các bạn phải mua, à, mình cũng không biết giá là bao nhiêu nhưng mà khi các bạn mua thì có rất là nhiều cái màu đẹp, các bạn có thể sử dụng sẵn được, đây ở đây mình sẽ hướng uh, dẫn các bạn cái uh, cách uh, À, sử dụng cái, cái 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 app này. Đầu tiên là các bạn chọn cái uh, cái nốt phía giữa này đúng không? đấy các bạn tìm hình, các bạn bấm bấm vào dấu cộng để tìm cái hình ảnh mà các bạn cần đưa vào để các bạn chỉnh sửa ảnh. À, đúng không? À, ví dụ ở đây mình sẽ chọn một tấm hình này, thêm một tấm hình này các bạn nhé đấy, các bạn tích vào dấu trên đây thì nó sẽ import cái hình vào trong thư viện cho các bạn. À, đối với cái app mà Vesco này thì um, khi các bạn import vào đây thì cái 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 ảnh của các bạn nó sẽ được quản lý bên trong đây. À, các bạn muốn chỉnh sửa thì các bạn chỉ cần bật lên thôi. Ví dụ ở đây mình sẽ bật lên một cái uh, tấm hình để mình chỉnh sửa. Các bạn chọn vào nha các bạn nhé. Khi các bạn chọn vào cái hình này này thì nó sẽ hiển thị ở phía dưới của chỗ các bạn có những cái thông tin sau. Cái thứ nhất là tắt, không mở chọn ảnh này. Cái thứ hai nữa là các bạn chỉnh sửa dựa trên cái uh, cái app các bạn đang có này. Dạ cái thứ ba, cái thứ ba là các bạn xuất xuất file, đúng không? các bạn đưa file lên trên, trên 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 server hoặc là cái gì ở đây có một cái nút dấu ba chấm thì các bạn có thể uh, lưu cái hình ảnh này, chia sẻ hình ảnh này vân vân, đúng không? Đấy, ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chỉnh sửa ảnh, các bạn chọn một tấm ảnh sau đấy thì các bạn bấm vào cái uh, hai cái slide ở đây Đấy, thì nó sẽ hiển thị cho các bạn à, được chưa? À, sau khi các bạn uh, bấm vào rồi thì trong đây nó có các cái tab, cái tab thứ nhất là cái tab chứa các cái reset có sẵn trong cái app này rất là nhiều các bạn nhá. Nếu như các bạn mua thì nó sẽ là full và là cực kỳ nhiều. Các bạn có thể chọn một cái bất kỳ để áp uh, cái hiệu ứng cho cái hình ảnh của các bạn một cách chuyên nghiệp mà không cần phải uh, hiểu biết gì nhiều về cái app cũng như công việc chỉnh ảnh máy nó sẽ tự động làm hết cho các bạn đây là một cái app mà có thể nói là um, quốc dân các bạn có thể đưa um, tải về điện thoại và sử dụng bất cứ lúc nào rất là dễ chứ cũng không đến nặng lắm nhẹ thôi các bạn nhé đây hoặc là cái edit này này cái khi các bạn tạo rồi các bạn muốn quay lại đúng không rồi ở đây thì um, là cái tool à, cái tool hoặc cái cái reset trước các reset này các reset mà nó quản lý theo các cái folder khác nhau để giúp các bạn có thể dễ dàng chọn lựa đúng không ạ đấy rồi ờ, ở đây mình sẽ bỏ cái này đi mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chỉnh sửa một cái reset có sẵn à, cái này mới là quan trọng nhé các bạn nhé tại vì khi mà các bạn chụp một tấm hình đó, đôi khi uh, các bạn áp một cái reset mà cái reset đấy uh, nó nó cũng đẹp nhưng mà nó chưa ưng ý thì các bạn có thể chỉnh sửa các cái thông tin đấy đưa các bạn trở về một cái uh, cái hình ảnh theo mà các bạn mong muốn đấy, đầu tiên thì các bạn chọn cái tab này đấy, các bạn chọn cho mình một cái màu sắc dạ. được chưa mình mở ánh sáng lớn nhất để cho nó thấy cùng các bạn nhé các bạn chọn một cái uh, cái chủ đề reset mà các bạn ưng này. Đấy. Có thể là trắng đen rồi các cái màu khác nhau. Đấy, có rất nhiều màu rất là đẹp các bạn nhá. Các bạn chọn cho mình một cái màu. Ví dụ ở đây mình chọn một cái màu tông lạnh như thế này các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, cái màu tông lạnh như thế này nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi các cái thông tin. Ở đây mình không hướng dẫn các bạn cái cách mà làm cho cái hình ảnh của các bạn nó đẹp hơn tại vì cụ thể ở mỗi cái hình là nó khác nhau, nó không có giống nhau cái tông màu và cái hoàn cảnh môi trường ánh sáng các bạn chụp là nó khác nhau. vì thế là mình chỉ hướng dẫn về các cái tác dụng của những cái công cụ khác nhau để giúp các bạn có thể có các cái hiểu uh, biết nhất định về cái uh, thành công cụ, cái tác dụng của thành công cụ để các bạn có thể uh, làm chủ được cái cái app của các bạn, các bạn làm việc được thì cái hình ảnh nó sẽ được đẹp hơn ở trong đây nó rất là nhiều cái app đẹp, nhiều khi các bạn không cần phải uh, sử dụng gì nhiều, um, thay đổi gì nhiều, có thể chọn bất kỳ một cái app nào để các bạn mong muốn. Tuy nhiên là các bạn hoàn toàn có thể làm chủ được cái app, cái cái cái, cái, um, cái hình của các bạn. À, bây giờ có hai cách. cái Cách thứ nhất là các bạn chọn một cái app bất, uh, một cái reset bất kỳ. Sau đấy thì các bạn tiến hành chỉnh sửa hoặc là các bạn để lại một cái hình gốc à, trở về cái hình gốc như thế này đây là cái hình gốc các bạn nhé à, bây giờ mình sẽ uh, chọn cái hình gốc này để mình hướng dẫn các bạn tại vì cái hình gốc nó chưa có hiệu ứng gì cả thì các bạn sẽ thấy được các cái, cái, cái công cụ mà mình hướng dẫn các bạn hơn đấy ờ, uh, bây giờ nhá các bạn bấm vào đây để hiển thị các cái thanh công cụ ở trong đây nó có rất nhiều cái thanh công cụ bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn sử dụng các cái thanh công cụ này Đấy, đầu tiên là cái Expose Cái này là cái độ phơi sáng nha các bạn nha Các bạn có thể kéo sang trái hoặc kéo sang phải để giảm sáng hoặc nâng sáng Cái công cụ này là nó nâng sáng hoặc giảm sáng toàn phần của một cái bức ảnh các bạn nha Rồi Các bạn kéo sang trái thì nó sẽ giảm sáng tất cả cái, cái khu vực của bức ảnh này Các bạn kéo sang phải thì nó sẽ nâng sáng tất cả các thành phần của bức ảnh Được chưa Đấy. Rồi ok Đây là nâng sáng Cái con chắc này này Con chắc này là nó nâng cái độ tương phản của hình ảnh các bạn nha nó nâng cái độ tăng cái độ tương phản hoặc giảm độ tương phản của hình ảnh. Khi tăng cái độ tương phản của hình ảnh thì cái hình ảnh nó sẽ trở nên sắc nét hơn. Đồng thời khi đấy thì cái màu của nó nó sẽ bị rực hơn, nó bị uh, cháy màu nếu như các bạn kéo maximum là 6 đúng không Dường 6 hoặc các bạn kéo về âm 6 thì cái màu nó sẽ uh, được phủ bởi một cái lớp mờ mờ phía trên. Thì uh, tại sao lại như thế này Tại vì khi kéo sang bên trái thì các bạn sẽ có thể thấy rõ được là cái khu vực mà tối nhất đúng không ạ? Tóc uh, nó sẽ giảm tối À, nó giảm tối mà tăng sáng lên và cái khu vực mà sáng nhất có thể ví dụ như vai cô gái này đúng không các bạn nhìn thấy chưa à, như cánh tay cô gái có một khu vực nó rất là sáng thì nó sẽ giảm sáng mà nó trung hòa hơn à, tạo cho cái nhảy nó hài hòa mà mềm mại nhẹ nhàng hơn nếu như các bạn à, chỉnh nhảy theo cái kiểu vintage thì các bạn có thể kéo cho bên trái để cho nó giảm bớt cái độ căng thẳng của mắt nó nhẹ nhàng hơn đẹp hơn kiểu cổ điển hơn đúng không đấy à, rồi cái thứ ba là cái, cái adjust này, này, cái adjust này là một cái công cụ cái cái crop các bạn nhá, các bạn nhìn cái cái crop và cái adjust đây nó bao bao gồm chung hai cái à, cái này thì nó có hai cái có hai cái tác dụng, cái thứ nhất là cắt cắt này cân bằng cái hình ảnh này và bóp méo cái hình ảnh đấy, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách cắt cắt ở đây nó có rất nhiều cái tỷ lệ các bạn nhé các bạn có thể để cái hình cái hình gốc của bạn mà các bạn không cần cắt nếu như hình ảnh đẹp các bạn không cần cắt nữa hoặc là các bạn cắt theo các cái tỷ lệ khác nhau ở đây có một một này một một tức là gì tức là cái cạnh chiều cao bao nhiêu thì cái chiều ngang nó bấy nhiêu các bạn nhá nó tỷ lệ đối với nhau à, đấy. hoặc tỷ lệ hai ba à, các bạn nhìn thấy chưa hai ba hoặc ba hai đối với những cái áp khác thì nó chỉ để cái tỷ lệ hai ba thôi khi các bạn click một lần lên trên hai ba thì nó sẽ hiển thị cái chiều cái khung dọc hoặc khung ngang ở đây thì họ để rất là nhiều rất là dễ cho bạn sử dụng và các bạn không cần phải để ý nhiều đây có rất nhiều cái tỷ lệ cho các bạn sử dụng ở đây mình lưu ý các bạn có một cái tỷ lệ hiện nay là rất rất hay sử dụng đây là cái tỷ lệ 169 uh, 16 9 hoặc là 9 16 không nằm ngang không nằm dọc đây là tỷ lệ full HD trên các cái màn hình mà các bạn thường thấy đấy hoặc là các bạn có thể uh, xoay cái cái, 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 hình này này ví dụ như các bạn chụp hình bị nghiêng bị méo đúng không? thì các bạn có thể nắm cái giữ cái slide này các bạn kéo sang bên phải hoặc các bạn kéo sang bên trái để tăng giảm cái 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 độ nghiêng của hình ảnh đưa cái hình ảnh về cái cái bố cục mà chuẩn nhất đẹp nhất cho các bạn à, đúng không đấy à, tiếp theo là cái new này, này cái new này là nó giúp các bạn thay đổi cái phối cảnh cái bóp méo cái phối cảnh các bạn nha đấy các bạn nhìn thấy chưa nó bóp méo sang bên bên phải bóp méo sang bên trái này đó các bạn có thể nhìn thấy à, đôi khi cái này nó cũng khá là hay khi các bạn thay đổi một cái phối cảnh nào đấy tạo một cái góc nhìn mới đấy đây là cái kiểu như ảnh anh, anh cưới hay gặp các bạn nhìn thấy chưa đấy như thế này nhá rồi ok chưa các bạn có thể kéo theo cái trục x hoặc trục y để nó thay đổi nếu như các bạn kéo theo trục x kéo sang bên trái thì nó sẽ thay đổi lớn sang bên trái kéo sang bên phải thì nó sẽ đến góc nhìn sang bên phải đúng không hoặc là trục y thì nó sẽ thay đổi hai góc nhìn khác nhau trên trung dưới hoặc nhìn dưới lên trên đây nhìn dưới lên trên các bạn nhá đây các bạn có thể thay đổi cái này rồi cái chat uh, là xong đúng không à, đến cái sharpening ninh Ninh này là các bạn thấy rõ ràng nhất đó là nó sẽ tăng cái độ sắc nét cho cái hình ảnh khi các bạn chụp ảnh nó bị mờ đúng không các bạn nhìn thấy chưa mình kéo đến 12 thì nó sẽ sắc nét đấy, hình ảnh gốc của nó hơi bị mờ tại vì mình lấy trên mạng thì nó sẽ hơi bị mờ đấy các bạn kéo đây không phải là hình gốc các bạn nhé, cái hình đã crop rồi cho nên là nó bị mờ khi đấy thì các bạn có thể kéo từ trái sang phải để nó tăng cái độ sắc nét cái độ chi tiết À, đối với cái công cụ này thì các bạn kéo vừa phải thôi các bạn không nên kéo maximum khi vì khi các bạn kéo maximum thì nó sẽ lộ rất là nhiều cái hạt à, cái noi ấy thì cái hình nó sẽ không được đẹp nó bị vỡ cái hình đấy à, rồi tiếp theo là cái saturation cái saturation này là cái gì ạ? là cái độ chế độ bão hòa màu của các bạn nhá khi các bạn kéo để bình thường như thế này à, đấy là mặc định của cái hình ảnh gốc của các bạn còn khi các bạn kéo sang bên trái thì nó sẽ giảm cái độ bão hòa màu cho các bạn tức là nó sẽ trở về âm mà về âm tức là nó giảm màu nó chuyển thành cái màu nhạt hẳn mà không có màu gần như là không có màu đối với với một số cái app khác thì nó sẽ chuyển sang cái màu trắng đen rồi các bạn nhé tuy nhiên như cái app này thì mình thấy là nó không hẳn chuyển về trắng đen mà nó chỉ ở dạng cái mức độ uh, nhạt màu thôi đấy các bạn có thể kéo sang bên phải tuy nhiên là cái này các bạn không kéo sang bên phải quá mức khi các bạn kéo sang bên phải có mức thì cái màu nó sẽ bị bệt màu nó bị ám màu vàng màu cam thì cái đó, nó sẽ không đẹp à, thì các bạn thế tùy từng cái hình ảnh mà các bạn blend thì các bạn cũng có thể kéo cái thành màu này nó nhiều hay ít tùy vào các bạn nhé đấy rồi cái uh, tiếp theo là cái tông cái tông này nó chỉ chứa hai cái thành phần hai thành phần chính tức là highlight và shadow highlight thì các bạn biết rồi đấy là nó chứa những cái khu vực ánh sáng ví dụ như vai của cô gái thì các bạn nhìn thấy cái vai của cô gái hoặc chán của chú rể có một vài cái đốm sáng nhất có thể đúng không thì cái khu vực này là cái khu vực highlight khi các bạn kéo sang bên phải hoặc kéo sang bên trái thì nó tăng giảm cái độ highlight các bạn nhìn thấy nó giảm cái độ highlight khi các bạn kéo sang bên phải nhá hoặc là tăng cái độ highlight khi nó kéo bên trái đấy. hoặc là cái shadow này các bạn nhìn thấy chưa shadow nó ngược lại với highlight là cái khu vực tối nhất có thể trong cái bức hình và cái cái thanh này nó giúp các bạn nâng sáng cái khu vực tối lên đấy hoặc là giảm sáng và tạo cái độ sắc cạnh đấy đúng không? các bạn chỉ cần hiểu được là cái highlight là nâng sáng hoặc giảm sáng khu vực sáng nhất có thể của bức hình hoặc là shadow là giảm cái uh, khu vực tối nhất hoặc là tăng cái khu vực tối nhất lên của bức hình Đấy. Uh, đúng không ạ đây là tông nha các bạn nhé uh, cái ba lanh ba lanh này nếu như các bạn nào mà làm ảnh chuyên nghiệp hoặc là các bạn làm các cái vấn đề liên quan đến uh, Uh, như ảnh uh, hoặc sử dụng uh, máy cơ để chụp ảnh thì các bạn hiểu được là cái quai bao lanh là nó cực kỳ quan trọng đối với các bạn uh, khi các bạn cầm máy cơ đi các bạn chụp thì các bạn phải cân chỉnh cái quai bao lanh này thích hợp hoặc là các bạn chụp cái hình draw uh, cái định dạng phải ro để có về các bạn chỉnh sửa lanh lên trên máy bằng cái phần mềm chuyên nghiệp như Photoshop hoặc Lightroom hoặc các phần mềm khác liên quan đến hình ảnh bitmap Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ sơ cho các bạn biết à khi mình bây giờ mình ví dụ như các bạn một cái vấn đề hết sức các bạn ví dụ như các bạn chụp hình ở dưới một cái nền nhiệt độ cái không gian môi trường ánh sáng trời mưa nó khác với lại trời nắng đúng không Nếu như trời mưa thì các bạn có thể nâng cho cái hình ảnh nó ấm hơn một tí bằng cách bạn kéo sang trái hay sang phải để cho cái màu nó ấm hơn đúng không ạ đấy hoặc khi các bạn chụp trời nắng thì các bạn có thể giảm cái ánh sáng vàng bằng cách kéo sang bên trái để giảm cái nhiệt độ ở đây các bạn nhìn thấy rõ được hai cái màu một cái màu bên trái và màu bên phải tức cái màu bên trái là nó sẽ thiên về cái hướng màu lạnh nhiệt độ theo trời mát còn khi các bạn kéo sang bên phải thì nó sẽ hướng lên cái nhiệt độ nóng và nó sẽ 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 nóng hơn và nó sẽ thiên về cái màu cam màu màu vàng đấy đây là cái thanh temperature tức là cái thanh này thanh nhiệt độ nha các bạn nhá còn cái thanh dưới cái thanh tinh này này cái thanh tinh này nó có hai cái có cái tác dụng uh, rất là hay ví dụ như các bạn chụp hình trong một cái môi trường ánh sáng uh, nắng gắt và chụp dưới một cái tán cây màu, màu lá xanh đúng không thì khi đấy cái màu da của các bạn nó sẽ bị bị ám màu xanh khi các bạn bạn cái ảnh của bạn bị ám màu xanh thì các bạn kéo cho bên phải một tí để cho nó chuyển sang tí màu hồng nó giảm bớt màu xanh Ngược lại khi các bạn chụp ảnh bên ngoài có một ánh sáng gắt nó sẽ có cái màu vàng màu đỏ như thế này nhiều quá đúng không ạ? Thì các bạn có thể kéo nhẹ sang bên trái để nó nó giảm bớt cái màu tông màu màu nóng đi, nó chuyển sang cái màu nhạt, màu lạnh. Đấy. À, cái này nó sẽ giúp các bạn khử đi các cái cái màu bị ám à, màu màu nóng hoặc là màu lạnh. Đấy. À, mình giới thiệu như thế thì các bạn sẽ nhận biết rõ hơn về cái cách sử dụng của các cái thanh công cụ hơn. Đấy. Uh, rồi uh, tiếp theo là cái skin tone này các bạn nhá skin tone này là là skin cái skin tone này, này là nó giúp các bạn chỉnh sửa cái cái tông màu da đấy các bạn nhìn thấy chưa khi các bạn kéo sang bên trái thì nó sẽ chuyển sang cái màu hồng uh, khi các bạn chuyển sang bên phải thì chuyển sang cái màu vàng đấy nó thay đổi uh, tức là khi mà họ thiết kế cái app này họ đã nghiên cứu rồi cái tông màu da nó chỉ dao động xung quanh cái khu vực màu vàng hoặc là màu hồng này thôi thì các bạn có thể kéo sang trái kéo sang phải để thay đổi cái tông màu da của của cái, cái nhân vật à, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái hình công cụ khác cái tab khác Đó là cái Vnest vinest này các bạn nhé cái này thì nó sẽ giúp các bạn xử lý cái vấn đề gì à, nó sẽ đây mình cho một cái hình full mới thấy được các bạn nhé À, các bạn nhìn thấy đây là mặc định nhá mình bấm lại à, thì khi bạn kéo thì nó sẽ bao quanh cái hình ảnh của bạn một cái vòng tròn một cái hình nền màu màu đen để focus cái đối thủ ở à, cái, cái 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 chủ thể của các bạn tức là nó sẽ đưa cái chủ thể của các bạn à, zoom rõ nét hơn à, tập trung vào cái vùng nhìn của các bạn hơn còn khi các bạn kéo sang trái thì nó là một cái hình phẳng Đó, các bạn nhìn thấy đây. có một cái khi các bạn kéo sang bên bên phải thì nó là, là, là maximum nó sẽ có một cái vòng tròn màu đen à, À, nó sẽ phụ lên trên hình của các bạn, nó giúp cái chủ thể của các bạn nó bật hơn. Đấy. À, cái grain, uh, grain này là cái gì? Ừ, tức là nó sẽ tạo các cái hạt nghệ thuật như các bạn nhá, à, giúp các bạn tăng cái cái cái, cái, cái hình ảnh kiểu như vintech cổ điển này. Đấy. À, các bạn càng kéo sang bên phải thì cái hạt nó càng nhiều. Tuy nhiên thì các bạn sẽ chọn cái hạt nó vừa phải làm sao để thích hợp cho cái hình ảnh của các bạn hơn để chú cái hình của các bạn nó trở nên vintage hơn, cổ điển hơn mà đẹp hơn. Đấy, đối với những cái app khác thì nó có rất nhiều cái thông tin để các bạn chỉnh sửa trong cái grain này tức là độ lớn của cái hạt này hoặc là nhiều ít hạt khác nhau Tuy nhiên thì trong cái app của Vesco này mình thấy là nó làm khá đơn giản giúp các bạn có thể không cần bận tâm nhiều các bạn chỉ kéo mặc định nó sẽ tăng giảm hạt khác nhau Đấy. Ờ à, Cái công cụ tiếp theo là cái phép cái phép này là cái mà giúp các bạn tăng cái độ Vintech cho cái hình ảnh này đấy à, khi các bạn kéo hết cỡ thì nó có một cái lớp bóng màu màu mờ mờ màu đen đen cổ điển nó phủ lên cái hình ảnh của các bạn tuy nhiên cái này nó không giảm cái mức độ uh, 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 chất lượng của hình ảnh nha các bạn nhé nó Cái hình ảnh bên phía dưới nó vẫn nét Tuy nhiên là nó chỉ phủ lên một cái lớp bóng mờ thôi Và lớp bóng mờ này nó sẽ tạo cái độ vintage cho cái hình ảnh cổ điển của các bạn hơn Cái này nha các bạn Kết hợp với lại cái uh, Cái phép này này À cái grain này này Nó sẽ tạo một cái kiểu cổ điển hình ảnh rất là đẹp Đấy Vì thế mình sẽ hướng dẫn các bạn Mình đã hướng dẫn các bạn cái cách uh, Đấy sử dụng uh, của cái công cụ này Đấy, tiếp theo mình sẽ uh, hướng dẫn các bạn một cái công cụ khác là split tone. Uh, split tone này là cái công cụ cực kỳ hay và nó sẽ không thể thiếu đối với bất kỳ một cái hình ảnh uh, một cái 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 app mà chỉnh sửa hoặc là cái phần mềm mà chỉnh sửa ảnh các bạn nhá. Nó liên quan đến màu và cái liên quan đến màu này thì nó sẽ chia thành hai cái vấn đề, cái vấn đề là tinh và highlighting. Cái tinh này là nó sẽ giúp các bạn chỉnh sửa cái khu vực cái màu tối. Các bạn nhìn thấy không? nó giống như cái công cụ split tone ở trong cái phần mềm Adobe Lightroom các bạn nhé à, đấy thì ở như cái Shadowing tinh này nó sẽ các bạn sẽ chọn một trong sáu cái màu cơ bản nhất của cái cái, cái app này Nên màu đỏ này màu, màu màu cam này màu vàng màu xanh này, lá cây này màu xanh dương này và cái màu hồng màu hồng nó một tím nữa các bạn nhá. đấy thì các bạn chọn một cái màu này thì các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy được là ví dụ như đây mình để mặc định là không thì chưa thấy cái gì đúng không khi mình kéo mình chọn một cái màu đỏ nha các bạn nhá. mình kéo dần dần sang bên phải thì các bạn nhìn thấy vấn đề gì xảy ra chưa? tức là những cái vùng tối nhất ví dụ như cái quần của chú rể này các bạn thấy hoặc là mái tóc của chú rể, đấy cái phần tối nhất nó sẽ chuyển sang cái màu màu đỏ các bạn nhìn chưa? ở đây nhá hoặc là các bạn chuyển màu vàng thế, chuyển sang màu vàng này, màu 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 cam này, màu vàng này, màu xanh này, đấy cái quần của chú rể các bạn nhìn thấy rõ chưa? nó chuyển sang cái màu xanh đấy hoặc màu xanh lắc màu xanh nước biển này hoặc là màu tím đấy đây là cái màu shadow đao các bạn nhá đấy các bạn bè blend màu các bạn nên lưu ý cái vấn đề này nó sẽ có cái vấn đề này hoặc là các bạn chọn highlight tinh thì sẽ thế nào thì nó sẽ phủ một cái lớp màu mà các bạn chọn dưới đây trên cái phần sáng nhất của cái cơ thể ấy. ví dụ như vai áo của chú rể vân vân đấy các bạn nhìn thấy chưa cái vai của cô cô dâu này đấy các bạn nhìn thấy chưa đấy. tức là là highlight tức là cái vùng sáng nó sẽ thay đổi màu cái vùng sáng các bạn nhé Đó Thay đổi màu vùng sáng, được chưa Đấy, Cái này rất là dễ sử dụng thôi Các bạn có thể blend màu dựa trên cái công cụ này à, Ở đây thì nó lại là cái Split Tone Còn cái bên, bên các cái app khác nó là cái kiểu như là uh, cái, cái, cái khác này các bạn nhé Nó thành công cụ khác à, Rồi Bây giờ là cái border cái border này không có gì khó để các bạn có thể nhận ra nó tạo cái khung ảnh thôi các bạn thấy chưa cái cái thanh trên này nó sẽ giúp các bạn à, tạo cái khung ảnh lớn hoặc cái khung ảnh bé đó cái 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 diện tích của cái khung ảnh và cái diện tích của cái cái ảnh của các bạn đấy các bạn tạo khung lớn này các bạn tạo khung nhỏ này à, vân vân à, hoặc là các bạn chọn cái màu cho cái khung ảnh này các bạn nhìn thấy chưa các bạn chọn màu cho khung ảnh nha ảnh. Tuy nhiên cái khung này nó khá đơn giản, nó không giống như PicsArt PicsArt nó uh, giúp các bạn chỉnh sửa rất là nhiều thông tin trong cái khung Ví dụ như màu khung này, khung trong, khung ngoài, rất là nhiều cái dạng khác nhau uh, Tuy nhiên thì cái app này nó chỉ mạnh về cái vấn đề mà Chỗ các bạn sử dụng cái preset có sẵn và các bạn chỉnh sửa trên preset đấy Hoặc là các bạn chỉnh sửa các công cụ này, nó cơ bản uh, Nếu như các bạn làm quen tay thì các bạn vẫn có thể hoàn toàn chỉnh sửa cái hình ảnh của các bạn dựa trên cái app này Một cách rất là là dễ và đẹp đúng không ạ? Đấy Uh, uh, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái công cụ tuyệt vời khác liên quan đến màu sắc đấy là cái HSL HSL này gì ạ H tức là cái hue nếu các bạn nhé thay đổi cái màu sắc các bạn nhìn này thay đổi màu đỏ ở đây mình sẽ mở một cái kênh màu xanh để mình thay đổi cho các bạn nhìn thấy các bạn nhìn thấy chưa đó màu xanh nó sẽ thay đổi bây giờ mình hướng dẫn lại từ đầu các bạn nhé mình redo lại à, được chưa HS này Đấy, khi các bạn mở cái, cái cái panel HS này lên nó sẽ hiển thị các cái thông tin như sau cái thứ nhất là à, cái thông tin liên quan đến cái hue hue tức là thay đổi màu sắc các bạn nhá cái thứ hai là s s tức là cái saturation tăng cái độ uh, độ uh, độ bão hòa màu uh, mạnh mẽ hoặc là yếu của cái màu xanh đấy ví dụ như thế các bạn nhá cái tiếp theo là cái L L này là luminance này các bạn này tăng cái độ sáng của cái màu hoặc là giảm cái độ sáng của cái màu. Đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh sửa cái này. Ví dụ bây giờ bây giờ mình sẽ tính chỉnh cái tông màu của cái cô gái này từ cái cái màu da này này từ cái màu vàng này mình sẽ chuyển uh, sang cái màu khác các bạn nhá. Ở đây các bạn nhìn thấy chưa? Ra cái, cái màu mà, màu vàng của cô gái Đấy, cái màu cam mình sẽ chuyển sang màu đỏ này các bạn nhìn thấy chưa? Thì cái thứ nhất là chuyển sang màu vàng hoặc màu đỏ các bạn như thế mình chuyển sang bên trái nên hướng về màu đỏ nhiều hơn à, hoặc cái thành thứ hai là saturation tức là bộ độ bão hòa màu cái màu da của gái đúng không nó sẽ giảm hơn à, cái này là nó khác với cái, cái lúc nãy ở trong cái phần này các bạn nhá cái phần mà uh, chất à không xin lỗi các bạn à, cái phần uh, à, saturation saturation muốn nó nâng một phát là tất cả các màu luôn các bạn nhé tuy nhiên thì cái hsl nó lại khác nó tách từng cái kênh màu riêng ra giúp các bạn quản lý các kênh màu khác nhau ví dụ như trong cả một cái bức ảnh các bạn chỉ chỉ cần tặng, chỉnh cái màu da này thôi đúng không thì các bạn có thể chọn cái kênh màu 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 cam này để các bạn chỉnh màu da chẳng hạn đấy các bạn giảm cái độ màu cam này và bạn muốn da nó sáng lên thì các bạn kéo cho bên phải này da tối thì kéo bên trái này các bạn nhìn thấy chưa da sáng sang bên phải Đấy, hoặc là cái màu xanh bây giờ mình muốn cái áo chú rể này cái màu tăng cái màu xanh lên một tí đúng không hoặc là đổi cái màu xanh này sang cái màu xanh khác lật lợt hơn hoặc là đậm hơn thì các bạn thứ nhất là các bạn thay đổi cái tông màu của cái cái, cái, cái áo này cái màu màu ghi này hoặc là các bạn chuyển sang màu xanh này màu xanh nó diệt dần sang cái màu tím nha các bạn nhá đấy ví dụ tăng cái màu này để cho các bạn thấy rõ các bạn kéo sang thì cái màu này nó sẽ sẽ thay đậm hơn đúng không hoặc là bây giờ các bạn muốn cái màu đậm này nó sáng hơn một tí thì các bạn kéo lên này hoặc là tối xuống này đấy đây là cái cách sử dụng của cái hsl các bạn nha bản chất của hsl các bạn chỉ cần nắm vững cho mình hai cái vấn đề cái vấn đề thứ nhất là các bạn chọn một cái màu trong cái bức ảnh các bạn để các bạn chỉnh chỉnh thay đổi cái tông màu đấy cái sắc độ màu này đấy, đấy. À, ví dụ các bạn chọn màu đỏ màu cam màu vàng màu xanh lá cây màu xanh dương rồi màu một tí màu hồng đúng không đấy cái thứ hai là các bạn lưu ý giúp mình là À, các bạn khi các bạn chọn được một cái tông màu để các bạn chỉnh sửa rồi đúng không? Ví dụ như ở đây các bạn chọn tông màu màu xanh đúng không? Màu màu xanh như này. Thì các bạn thay đổi cái gì ở như cái màu xanh này? Thứ nhất là thay cái đổi màu xanh này thành cái màu xanh này hoặc là màu xanh đậm này. Các bạn tùy chọn cái màu nhá. Đây là thay đổi cái màu sắc các bạn nhá. Cái thứ hai là thay đổi cái sắc độ của cái màu xanh đấy bằng thanh S. Cái thứ ba là các bạn có thể chỉnh cái màu xanh đấy nó tối hoặc nó sáng tùy vào cái mức độ chỉnh của các bạn đó không? Đấy, thì trên đây mình vừa hướng dẫn các bạn toàn bộ các cái thành công cụ liên quan đến chỉnh tay của cái app vesco uh, vsco Giúp các bạn có thể nắm vững được cái kiến thức mà các bạn làm chủ được cái app này thì các bạn có thể chỉnh màu một cách dễ dàng ví dụ như các bạn không muốn chỉnh tay nữa đi đúng không bây giờ các bạn chọn một cái reset rất bất kỳ ví dụ như cái, mình sẽ chọn một cái reset khác các bạn nhá để chỉnh sửa cho các bạn thấy đây mình ưng cái màu này chẳng hạn hoặc là mình ưng cái màu này đúng không? Ví dụ mình ưng cái màu này rồi mà cái màu này nó lại kiểu như nó bị đậm cái cái da quá cái cái da nó bị cam quá đúng không? thì các bạn có thể chọn cái màu này này cái saturation các bạn hạ cái màu cam màu xuống một tí đúng không? bạn check à, tiếp theo bạn chọn L à, được chưa? À, bạn chọn HSL này thì các bạn giảm cái màu cam à, Đấy các bạn chọn cái màu cam nó nhẹ xuống một tí này bạn đổi cái màu cam thành màu hồng này Đấy đúng không? Tăng cái cái màu da màu cam nó sáng hơn Nó tối hơn này. Đấy các bạn có thể hoàn toàn có thể chỉnh, chỉnh sửa Dựa trên các cái cái reset của họ Làm sao thích hợp cho cái hình ảnh của mình hơn Đẹp hơn Đấy Rồi à, thì cái bài học ngày hôm nay Của mình cũng chỉ đơn giản như thế thôi Nó sẽ giúp các bạn có một cái góc nhìn uh, Tốt hơn về cái việc mà các bạn uh, uh, Làm chủ được cái phần mềm này Ở đây các bạn nhìn thấy chưa? Đây cái reset Cái reset này là cái gì? Là cái này các bạn nhá nó chỉ là một cái cách nhìn khác để giúp các bạn quản lý được cái hình ảnh thôi tuy nhiên là các bạn dùng cái giao diện này nó sẽ đã mắt hơn so với cái việc các bạn chọn cái reset ở bên này này bạn kéo mà các bạn không thấy rõ được đâu cái tool này là cái gì tool là cái này thôi các bạn nhé là cái này thôi đấy nó cũng không có gì khác cả đấy. rất là nhiều nếu như các bạn mua thì cái reset này đủ cho các bạn sống ảo quanh năm không cần phải uh, nhờ vã hay thiết kế làm gì điện thoại thì bây giờ ai cũng có các bạn có thể Uh, um, mua cái app này hoặc là các bạn tải miễn phí thì cũng rất là nhiều cái màu đẹp mà khi khi các bạn tải miễn phí thì có những cái màu miễn phí rồi các bạn click vào đấy hoặc là các bạn có thể chỉnh sửa bằng cái công cụ um, nãy giờ mình đã hướng dẫn đây các bạn làm chủ được cái này thì các bạn chỉnh sửa giống như các reset kia thôi không có gì là khó cả đâu thì cái bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé qua kênh youtube của mình thì các bạn có thể nhấn subscribe để theo dõi thêm nhiều video hay nữa trên cái kênh của mình thì hầu như là mình hướng dẫn tất cả các công cụ liên quan đến chỉnh sửa ảnh rồi các bạn nhá nếu như các bạn cần xem một cái video nào liên quan đến cái phần mềm cái app nào thì các bạn có thể lên kênh của mình để các bạn xem rất nhiều từ cái các cái phần mềm chuyên nghiệp trên máy tính này ví dụ như photoshop này adobe lightroom này rồi illustrator này, đấy, rồi uh, camera raw vân vân giúp các bạn uh, làm chuyên nghiệp trên máy ảnh, máy à, trên máy tính đến các cái app uh, sử dụng trên điện thoại uh, như adobe lightroom, đấy các bạn biết đâu uh, adobe lightroom rất mạnh việc chỉnh ảnh rồi uh, adobe lightroom này, rồi các cái phần mềm liên quan đến photoshop ví dụ như photoshop mix, photoshop express và photoshop fix Đấy, mỗi công cụ nó lại có một cái tác dụng riêng nó không bao gồm giống như cái app trên ở uh, cái, cái, cái phần mềm trên điện thoại các bạn nhé vì thế các bạn có thể vào trong kênh của mình các bạn tìm hoặc là hai cái cái app thần thánh khác mà mình mới hướng dẫn các bạn sử dụng đấy là cái cái app pickart và cái app uh, hai cái app đấy là cực kỳ hay và cái cái hai cái app đấy thì các bạn nên tìm hiểu ví dụ các bạn sử dụng một cái công cụ app PicArt thôi rồi các bạn có thể làm tất cả mọi thứ giống như Photoshop trên máy tính rồi các bạn có thể cắt ghép này uh, thêm bớt hình ảnh này rồi có thể chỉnh sửa hình ảnh này video này rồi có thể làm rất được nhiều thứ và trên đấy các bạn mà thông thuộc cái app đấy thì rất là tốt đấy thì bao ngày hôm nay kết thúc ở đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn à, chúc các bạn thành công